Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại hạt giống, đó là hạt giống cải canh lá vàng. Thế thì với cái loại hạt giống này các bạn rất là quen thuộc rồi. Cái thời vụ mà các bạn trồng cải canh lá vàng đó là từ tháng 8 cho đến tháng 12. Nhưng với những cái nhà mà các bạn trồng ít thì chúng ta có thể trồng quanh năm được. Cái nơi trồng thì các bạn trồng có thể đó là ban công, những chậu nhỏ hoặc là những cái thùng xốp mà các bạn, những nhà nào mà không có cái diện tích thì chúng ta sẽ trồng trên sân thượng. Đó, nó cũng rất là tiện lợi. Và cái thời gian thu hoạch thì rất là ngắn ngày, sẽ rơi vào khoảng tầm từ 50 ngày trở đi là các bạn có thể thu hoạch được cái rau cải canh lá vàng này rồi. Đó, cũng rất là dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch cũng rất là khá là ngắn. Đó, thì các bạn thấy là cái cải canh lá vàng này của chúng ta nấu canh ăn rất là ngon và nấu được ăn vào với những cái loại rau khác cũng rất là ngon.